Anh em ơi, anh em mà muốn bây giờ nhá, thằng Long Phú Quốc là lấy 800.000, Khánh lấy có 500 thôi, Khánh lấy 5 nốt, mà Long Phú Quốc thì làm sao uy tín với Khánh được mọi người. Thằng Long nó Trúc nó bẩn tên đây anh em, bây giờ mẹ không thuê thằng ấy thôi, thuê thằng ấy Trúc có khi lại phá sản, lại tan ra bại sản, đúng không? Đang làm ăn đến độ thuê thằng Long Trúc Hồng Phát với cả Trúc thế này thế kia, có khi lại đang làm ăn đến độ có khi lại tăng ra bại sản, đúng không anh em, công nhận không? Bấm kẻ chưa ok gái, đang làm ăn Hồng Phát có khi Trúc cho thằng ấy Trúc có khi lại phá sản với cả tăng ra bại sản. Anh em muốn anh đúng thật, anh em muốn Khánh nhắc tên à, Trúc anh em gửi cái bản số dép nào Khánh ghi vào phần hồ sơ đấy nhá anh em nhá. Anh em có nhu cầu video đơn giản thì 300k, còn video phức tạp thì 500k thế thôi. Ok, video đơn giản thì 3 lốp, video phức tạp một chút thì lấy 5 lốp, phá giá Long Phú Quốc luôn. Không, bởi vì hôm nọ anh Hà anh Bái anh ấy gọi thằng Long sang nhà để anh ấy dàn xếp, là anh bảo là hai thằng em chỉ vì cái déo tên, chỉ vì cái công việc déo tên chúc mừng sinh nhật mà chúc mừng này chúc 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 yêu cầu các em cãi nhau này đều là không vui. Anh không vui thì anh Hà anh khuyên là anh Hà anh Bái là người mà Khánh rất tôn trọng. Anh Hà anh bảo là hai em làm lành nhau đi. Ô thì làm lành nhau rồi. Xong về con nợ nó đăng lên mạng, nó đăng cái cáp lên, nó lại biết là tao với mày coi như xong. Khánh ạ, lần sau mà mày như thế thì mày không xong với tao đâu. Mình nghe câu này mình cay quá, mình cứ tưởng là hôm nay mình mới thấy, vừa mới mình mới ngủ dậy mình mới nước thấy. Vừa mình ngủ dậy mình mới nước thấy cái câu đấy. Nó lại viết đăng lên cái ấy của nó. Mình cay quá, mình bảo là nó là bạn lần sau như thế là tao không để yên đâu. Thế thì bố mày xem mày làm được cái gì, mày làm được cái trò trống gì hả nào. Còn cái việc nhá, Khánh bê Khánh đấu với thằng Long. Nhá, Khánh phá giá nó. Phá từ trong phim ra ngoài đời thì bây giờ như này. Cái việc vợ nó làm đâu Khánh không biết. Khánh không động vào đàn bà, ok. Việc vợ nó làm đâu anh em đừng nhắc, đừng hỏi tôi. Nhưng riêng thằng Long là Khánh sẽ phá giá. Ok, anh em lên cho Khánh quà vòng tay đội trái tim cam nhá. 500k video phức tạp, 300k video đơn giản. Nhưng mà nói thật sự với anh em là anh em quý Khánh hay quý Long hơn? Khánh uy tín hay Long uy tín hơn? Anh em bình luận nè. Khánh sợ cai mẹ mày đẻ cái ra Long Phú Quốc. Tao nói thằng Long Phú Quốc này đến tầm như anh Tiến Bịp, anh muốn nó hồng chưa dám nói với tao cái giọng đấy đâu ạ. Em nhá, đến tầm như anh Tiến Bịp hay là anh muốn nó hồng chưa dám nói với anh cái giọng như thế. Mày sang mày ngồi mày giảng hòa, mày giảng hòa anh Hà, anh ngồi anh giảng hòa cho anh Hà, anh Bá ngồi giảng hòa cho mày, ngồi ngoan như một con chó cún ấy. Xong đến khi mày 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 chụp cái bức ảnh mày trốn về xong mày mới lại đăng cái kiểu là lần sau như thế là không để yên. Mày đúng này chị ạ, à, chị Thảo ơi, đúng là cái giống chó Phú Quốc là phải nuôi từ bé nó mới thuần chị ạ, à, chứ lớn rồi nuôi là nó dễ phản chủ, nó dễ cắn vào tay lắm. Mày lại xích mích gì với thằng Long xong mày lại đúng không? Thế như tầm như là anh Tiến Bịp anh muốn hồng chưa dám nói với em cái giọng như thế, mà con cẩu Phú Quốc này dám nói cái giọng nào rồi Hai thằng mày có đang làm content không vậy? không? Em với nó là content gì mới lại nói, em đang phá giá làm ăn của nó sao lại content? Nếu mà content thì làm sao mà phải phá giá nó. Nó làm 800 em làm 300 thôi chị ạ. Nó làm cái dịch vụ déo tên chúc mừng sinh nhật đấy, chúc mừng này, nó làm 800 nghìn em là chỉ làm có 3 thôi. Mà em lại uy tín đến nó thì làm gì có khách, nó mất hết khách mà. Ô, thế giờ lại còn có cái dịch vụ chúc mừng sinh nhật bằng cái déo tên là bọn em nữa. Hôm ấy mày nhận thêm cái Này ngày nữa. chị có tin không, một ngày em kiếm 30-40 củ đấy,